Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng cao để đáp ứng phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam đã và đang phải nhập khẩu năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện. Do đó cần thiết phải đa dạng hóa các nguồn cung cấp năng lượng mới, tái tạo để nâng cao năng lực hiệu quả, tính bền vững cho ngành năng lượng quốc gia. Đó là khẳng định của lãnh đạo Bộ Công Thương tại diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2018. Tại diễn đàn, các Bộ Công Thương Khoa công nghệ, Hiệp hội năng lượng Việt Nam cùng đông đảo các doanh nghiệp trong ngành đã tập trung trao đổi, thảo luận về kết quả 10 năm thực hiện chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Theo dự báo từ nay đến năm 2030, nền kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng ở mức cao 6,5 đến 7,5% một năm, kéo theo sự tăng trưởng nhanh của ngành năng lượng và sẽ đạt tới 140 triệu tấn dầu quy đổi, gấp 2 lần so với nhu cầu của năm 2015. Đứng trước những thách thức mà ngành năng lượng đang gặp phải, lãnh đạo Bộ Công Thương cho rằng trong giai đoạn tới cần có cơ chế đặc thù để triển khai những dự án đẩy nhanh tiến độ các dự án mới, cùng với đó, đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo trong bối cảnh Việt Nam tạm dừng các dự án điện hạt nhân, đồng thời đẩy mạnh chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.